Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm mà chính là nhiệt kế tự ghi của hãng A&D các bạn, Nhật Bản, với mã model là TR71A các bạn ha. Với được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. TR71A là thiết bị ghi nhiệt độ với hai kết nối cảm biến khả dụng và có thể đo từ -60 đến 155 độ C. Nhiều loại cảm biến tùy chọn, tùy option các bạn có thể lựa chọn giúp tăng tính linh hoạt cho phép đo. Màn hình LCD cho phép hiển thị đồng thời giá trị hiện tại của hai cân, giá trị cao nhất và thấp nhất của một cân 1 và giá trị cao nhất và thấp nhất của cân 2. Biểu tượng ALM trên màn hình LCD cảnh báo người dùng về sự xuất hiện của báo động. Sử dụng tính năng mạng LAN không dây để tự động tải dữ liệu lên đám mây để truy cập mọi lúc mọi nơi và nhận thông báo cảnh báo các bạn. Giao tiếp Bluetooth có thể cho phép bạn xem dữ liệu, tạo báo cáo và thực hiện cài đặt từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối với PC bằng cáp USB để tải xuống dữ liệu đã ghi, tạo báo cáo và thực hiện thay đổi cài đặt. Ứng dụng phần mềm được sử dụng với TR71A có chế độ đáp ứng và vượt qua các yêu cầu CDC đối với VFC và rất hữu ích với theo dõi và ghi lại nhiệt độ vaccine các bạn ha. TR71A không chỉ sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu, bệnh viện mà còn trong gia đình, văn phòng, các ngành công nghiệp khác các bạn. Phải đọc nhiệt độ tối đa từ bắt đầu ghi hoặc là đặt lại 30 giây đến 60 giây. Chính lựa chọn cảnh báo khi đưa ra phép cho đo vượt qua giá trị các bạn, cảnh báo vượt qua giá hiện và dưới đã đặt và lỗi cảm biến đều sẽ mất các bạn ha. Với chế độ sử dụng không dây các bạn tải lên web các bạn ha. Với phạm vi đo từ -40 đến 110 độ C, giao tiếp là mạng LAN không dây USB, Bluetooth 4.2, Bluetooth tiết kiệm năng lượng các bạn ha. Và các nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ hotline 0938 22991.